Chào tất cả mọi người, hôm nay mình giới thiệu một dòng cước D66 phiên bản đến từ Nhật Bản. Đây là một dòng cước hỗ trợ rất tốt cho tất cả mọi người với đường kính 0.66mm. Sau đây thì video anh em có thể nghe được tiếng âm thanh của nó khi can ở mức cước 10.5kg. Với đường kính nhỏ và âm vang thì chúng ta sẽ xem thử dòng cước này sẽ được kéo đứt ở mức cước bao nhiêu nhé. Bầu trời gió mưa khao, kỳ vọng như thế nào. Chẳng thể ở bên cạnh em những tháng ngày dài, và cô chắc biết mình sai vì... Lực kéo đất đã lên đến là trên 18kg nha anh em. Và theo khuyến cáo của nhà sản xuất thì mức cước này chỉ được can tối đa ở mức cước là 12.5kg, thì nó quá đảm bảo bền cho anh khi anh em sử dụng cũng như là anh em tập đăng can vật. Anh em nào đã từng sử dụng qua dòng cước này thì mọi người hãy cho cảm nhận nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video.